Lewandowski vs Benzema, đại thần công so tài. Robert Lewandowski vs Karim Benzema, hai tiền đạo tầm cỡ thế giới trong suốt một thập kỷ qua vẫn sẽ là những nhân vật chính của trận El Clasico lần thứ 186 giữa hai gã khổng lồ của làng túc cầu xứ bò tót Barcelona và Real Madrid trong khuôn khổ La Liga. Trận siêu kinh điển tại Camp Nou rạng sáng ngày mai sẽ là lần thứ 12 khẩu đại thần công này đụng độ nhau trong sự nghiệp cầu thủ. Ở 9 lần trước đó, Liu và Big Ben mỗi người thắng 4 lần và hòa nhau một trận. Liệu cuộc đối đầu này sẽ khép lại với tỷ số hòa để cả hai duy trì cán cân thăng bằng, hay một trong hai người sẽ bứt lên? Trong các trận đấu đối đầu với Benzema, Lewandowski ghi 7 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo. Còn với Benzema là 5 bàn và 1 pha kiến tạo. Benzema sinh năm 1987, hơn Lewandowski 1 tuổi. Cả hai đều là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thuộc thế hệ của họ. Cùng thuận chân phải, cùng cao 1m85 và cùng mang chiếc áo số 9 trên lưng làm thương hiệu, nhưng đây mới là lần thứ hai họ đụng độ nhau trong một trận El Clasico tại La Liga. Ở lượt đi tại Bernabeu, Big Ben ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để góp phần vào chiến thắng của 3-1 của đội nhà. Liu khi ấy không lập công nhưng lại kiến tạo bàn danh dự cho đội khách. Cần nhớ rằng ngày 18 tháng 8 năm 2011, sau gần 2 năm tới Bernabeu, Ben mới ghi được bàn đầu tiên ở trận siêu kinh điển. Vì thế, sự khởi đầu ở La Liga nói trên của Liu càng hứa hẹn cho một cuộc tranh đua tiếp theo trên sân Camp Nou lần này. Hiện tại, Benzema đang mang băng thủ quân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Kể từ khi tới Real hè 2009, Big Ben đã ghi 341 trận sau 632 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng tại La Liga, số pha lập công của anh là 230 bàn 1430 trận. Bên cạnh đó, Benzema cũng trở thành một trong 8 cầu thủ của lịch sử Real từng giành được ít nhất một quả bóng vàng cho Los Blancos, Di Stefano, Raymond Kopa, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Cannavaro, Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Karim Benzema. Benzema thực sự là một huyền thoại tại Real, nơi anh là cầu thủ nước ngoài khoác áo câu lạc bộ nhiều nhất và đang có mùa giải thứ 14 tại đội chủ sân Bernabeu. Trong khi Lewandowski mới đến Barca hè 2022 sau khi làm nên lịch sử tại Đức trong màu áo Dortmund và Bayern. Anh không mất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Có một điều chắc chắn rằng, mặc dù có thể những năm tháng đẹp nhất, phong độ đỉnh cao nhất của cả hai đã trôi qua, nhưng cả Liu lẫn Big Ben đều vẫn đang tiếp tục thể hiện được những phẩm chất tốt nhất, giống như thứ rượu vang hảo hạng càng ủ lâu thì càng ngon vậy. Bởi cả hai đều đang là chân sút tốt nhất câu lạc bộ của mình tại La Liga 2022-23. Thậm chí tiền đạo người Ba Lan còn là cây săn bàn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha mùa này. Cũng cần lưu ý, cuộc đối đầu giữa họ rạng sáng ngày mai thu hút sự chú ý đặc biệt một phần còn bởi cả hai đang là những chân sút ghi bàn xuất sắc thứ 3 và 4 lịch sử Champions League. Nếu Liu đã có 91 bàn thì Ben Ú cũng sở hữu 89 pha lập công. Và Benzema vẫn còn nhiều cơ hội để san bằng rồi vượt qua người đồng nghiệp ngay trong mùa này. Bởi Real của anh đang tiếp tục hành trình bảo vệ vương miện khi ở tứ kết sẽ đụng độ Chelsea. Gia nhập Real từ hè 2009, Benzema đã trải qua 41 trận siêu kinh điển trên mọi đấu trường, ghi 13 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo. Và sáng ngày mai, mèo lười có thể sánh ngang hoặc vượt qua Kesa Rodriguez, Paco Gento và Ferenc Puskas, 14 bàn và thậm chí là Ro, 15 bàn trên bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn mọi thời đại El Clasico do Leo Messi dẫn đầu tuyệt đối với 26 bàn. Xem ra cuộc chiến giữa hai khẩu đại thần công rạng sáng ngày mai rất đáng được chờ đợi. Liu sẽ có bàn đầu tiên trong trận El Clasico khi đối đầu Benzema, hay tiền đạo người Pháp sẽ lập công để xô đổ các cột mốc? Chúng ta hãy cùng chờ xem.